Chào người. Rồi mình cũng quên, hồi tối là mình uống trà. Mà trà mình cho trà tỉnh nhất á, quá trẻ. Đến bây giờ là khoảng cỡ 5 giờ mấy, 6 giờ sáng rồi mà mình chưa có ngủ được. Thì mình làm gì? Mình sẽ đi chạy bộ. Ok. Mình sẽ đi chạy bộ và mình sẽ đi đánh boxing. Ok. Về tín hiệu thì cái tín hiệu vào hồi tối mình gửi cho bạn á thì vẫn có thể áp dụng được cho ngay bây giờ. Rõ ràng là bạn cũng nguyên cái thế giới này đang biết cái chống lưng nó là gì rồi. 61.830 nếu BTC chống được thì tất cả gọi là BTC sẽ leo thang và nó sẽ kéo số nhiều sẽ đi lên. Rõ ràng trước khi mình ngủ ngày hôm nay mình sẽ cập nhật lại cho bạn cái video mới nhất của BTC. Còn ngay bây giờ thì mình sẽ chạy bộ. Ok. Nhớ làm gì thì làm, nhưng ít nhất 3 ngày một tuần tập luyện, 1 ngày 1 tiếng, ít nhất là 3 ngày. Còn đi nếu được thời gian cho phép 5 ngày cho tới 7 ngày một tuần, 1 ngày 1 tiếng đồng hồ thì nó là vậy. Vậy thôi. Xin chào mọi người.